Xin chào các khán giả của Sống Khỏe Sống Tốt. Anh chị thân mến, đau mỏi vai gáy là một hiện tượng thường xuyên xuất hiện, kể cả với những người trẻ tuổi. Nhiều người nghĩ rằng việc này rất bình thường, thế nhưng đau vai đôi khi cũng là biểu hiện của ung thư ác tính. Câu chuyện của một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Cách đây 4 tháng, trong một lần ngồi ghế massage, ông đột nhiên thấy tay phải gợn đau. Đau nhiều khi tì đè, đồng thời đốt sống cổ cũng đau. Đến tháng 5 vừa qua, ông thường xuyên thấy đau nhức khớp cổ tay, khuỷu tay và vùng bả vai phải. Ban đầu nghĩ do làm việc nhiều nên đau, nhưng ngay cả khi nghỉ ngơi cũng không đỡ. Sau đó thì bác sĩ này tiếp tục đi khám tại một bệnh viện tư nhân ở Hà Nội và đã phát hiện có khối u ở bả vai phải. Phổi trái cũng có tổn thương. Kết quả sinh thiết khối u khẳng định bệnh nhân mắc sarcoma mô bào hay còn gọi là ung thư phần mềm ác tính. Đầu tháng 8, bác sĩ này đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ nhập viện. Lúc này khối u bả vai đã to 3x4cm, khối u phổi 3cm nằm sát động mạch phổi, tổn thương đốt sống cổ L4 do di căn. Anh chị thân mến, những dấu hiệu tưởng chừng như vô hại nhưng lại ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn luôn thường có thói quen bỏ qua cho đến khi bệnh tình có cơ hội phát triển đến nghiêm trọng. Các chuyên gia của Trung tâm Ung thư Parkway Singapore cảnh báo 10 dấu hiệu giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Anh chị hãy cùng Miss Healthy tìm hiểu thật kỹ nhé! Thứ 10. Vết thương không lành. Anh chị hãy kiểm tra xem có bất kỳ vết đau hay tổn thương nào tồn tại lâu trên da hay là âm đạo không. Ngay cả vết thương ở khoang miệng hoặc các bộ phận khác trên cơ thể mà mãi không khỏi cũng có thể là dấu hiệu của ung thư. Thứ 9. Khó tiêu hoặc khó nuốt. Nếu anh chị bị khó nuốt hoặc phải vật lộn với những chứng khó tiêu, hãy báo cho bác sĩ biết. Đây thường là những triệu chứng của ung thư thực quản, dạ dày hoặc là ung thư họng. Thứ 8. Chảy máu hoặc da dịch bất thường. Hãy kiểm tra xem có bất kỳ chỗ nào chảy máu bất thường mà không phải do chấn thương không. Đó có thể là dấu hiệu của sự xuất hiện của ung thư. Chẳng hạn như là máu có trong đờm thường là ung thư phổi, máu trong phân cảnh báo ung thư đại trực tràng, chảy máu âm đạo bất thường có thể gặp trong bệnh ung thư tử cung, buồng trứng hoặc cổ tử cung, dịch màu đỏ từ núm vú là ung thư vú. Thứ 7. U cục ở vú hoặc bất kỳ nơi nào. Hãy theo dõi bất kỳ u cục nào ở vú, tinh hoàn, hạch bạch huyết hoặc mô mềm. Nếu thấy tăng kích thước hoặc dày lên, có thể là dấu hiệu của khối u dưới da. Thứ 6. Thay đổi thói quen đi đại tiện hoặc chức năng bàng quang. Anh chị hãy báo ngay cho bác sĩ biết nếu anh chị bị táo bón hoặc tiêu chảy mãn tính, thấy đau khi đi tiểu, số lần đi tiểu nhiều hoặc ít hơn, đặc biệt là thấy máu có trong nước tiểu. Nếu thấy kích thước phân thay đổi bất thường, cũng có thể là dấu hiệu của ung thư đại tràng, bàng quang hoặc là tuyến tiền liệt. Thứ 5. Ho hoặc khàn tiếng dai dẳng. Anh chị đừng lờ đi những cơn ho mãi dai dẳng hoặc khàn tiếng lâu dài, đã uống thuốc mà không cải thiện. Đây có thể là dấu hiệu ung thư phổi, thanh quản hoặc là tuyến giáp. Thứ 4. Thay đổi nốt ruồi. Thay đổi bất ngờ về màu sắc hay là hình dạng hoặc là kích thước của mụn ruồi thường gặp trong bệnh ung thư da. Thứ 3. Sụt cân không rõ lý do. Anh chị không ăn kiêng nhưng lại sụt đến 5kg hoặc nhiều hơn thì đừng phớt lờ nhé. Trên thực tế, ung thư tụy, này, dạ dày, thực quản và phổi thường dẫn tới sụt cân. Thứ 2. Đau lưng. Căng cơ và đau thường gây cứng, khó chịu ở vùng lưng. Tuy nhiên một số loại ung thư như là ung thư tuyến tiền liệt di căn tới xương vùng dưới của cơ thể cũng có thể gây đau xương hông và lưng dưới. Đau lưng cũng là dấu hiệu của một bệnh thận nữa đấy. Đa số mọi người sẽ không bị đau lưng dưới cho đến khi bệnh ung thư phát triển tới giai đoạn muộn. Đau do ung thư thận thường sẽ chỉ cảm nhận được ở một bên sườn, vùng phía trên xương hậu và phía dưới xương sườn. Cơn đau có thể là cơn đau âm ỉ hoặc đau nhói và thường biểu hiện bằng việc người bệnh trông rất là mệt mỏi. Nếu anh chị có cơn đau xuất hiện bất ngờ và kéo dài hơn vài ngày, anh chị nên đến gặp bác sĩ. Tiếp theo là biểu hiện sốt và mệt mỏi. Sốt là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh, cũng là dấu hiệu thường gặp của ung thư khi ở giai đoạn tiến triển do ung thư ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, làm suy yếu khả năng kháng lại nhiễm trùng của cơ thể. Đặc biệt là hãy chú ý đến những cơn sốt kèm theo mệt mỏi cực độ. Khi đó, hãy báo cho bác sĩ để được kiểm tra và điều trị sớm nhé! Anh chị thân mến, vừa rồi là những dấu hiệu thường ngày dễ xuất hiện giúp cảnh báo ung thư sớm. Anh chị hãy chú ý đến cơ thể mình nhiều hơn để khi cơ thể đã lên tiếng là chúng ta không vô tâm bỏ qua những tín hiệu này nhé. Cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những số tiếp theo. Tạm biệt!
Thank you.